Ố là đi giết rồng bà con ơi. Mình vẫn chưa thuộc đường ở trong kia thành này cho lắm. Đường ra ở đâu ta? Đây chăng? À, có cái cổng đây rồi. Mình không thích góc nhìn thứ nhất lắm vì nhìn nó bị bó buộc quá. Mình thích nhìn người, thích ngắm nhân vật. Nếu mẹ khả năng là phải đổi vũ khí thôi. Cầm mấy cái kiếm trông to như thế này trông thật là kinh khủng, tự nhiên trên lưng có một cái là lồi lên. Bản đồ Skyrim đây, các phiên bản trước thì mình chưa chơi, thế nên là cũng không biết là các bản trước nó như thế nào, nó hay như thế nào, có những gì khác so với bản này có gì nâng cấp cũng chả biết nữa, nhưng mà chỉ thấy là về cơ bản là mình thấy cái này được. Đâu? À? Sao người lại ở đây? Mà cái thành ở trong kia? Đây. Ai trong này? Irelet, cái đấy gặp sau đi. Mình phải đi theo cái con bé kia mà nó ra ngoài rồi con đâu. Ôi chết rồi, chạy hết hơi rồi. Đi đánh rồng à? Thế thì cầm mẹ nó cung đi cho nó lành. Khoan 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 khoan. Mình nhớ mình nhặt được cái cung xịn mà. À chắc là bị tịch thu ở đây. Cung này 8 này, cung này 7, chơi cung này vừa đẹp mà lại vừa khỏe nữa. Ắt thuốc độc vào. Trông nó bắn tha hồ đau như rồng. Đâu à, cái thanh kia hả? À không, bên này mà. Vẫn chưa thấy người ngợm đâu. Đâu có ai đây đâu. Làm gì qua ai? Khám phá cái thành là cái. Đây là cái tòa tháp bị hỏng đúng không? Bị bỏ hoang. Ơ, xong rồi. Rồi vào đây á. Không, quay lại đi. Nó vẫn ở đâu đó quanh đây. À, lên tháp nó bắn đi. Cầm góc nhìn thứ nhất. Ủa, có tiếng rồng, có tiếng rồng rồi. Lên trên, lên trên nhanh 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 nhanh. Đâu, 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 đâu. Tao vẫn chưa nhìn thấy mày đâu. Ủa, đây nó này, nó này. Chỉ có một mũi tên có tẩm thuốc thôi, thế nên là phải bắn cẩn thận. Mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây. Ui, có đám khói che. À, mày đáp xuống đấy hả? Trúng độc nha con. Mày ra đây, mày ra đây. Mày đâu rồi? Lại xuống đấy à? Ơ kìa. Bắn tên chán lắm. Xuống đánh nhau đi. Anh cầm cái gì uy lực. Mẹ lại tẩm thuốc độc vào đây luôn. Target sẽ bị paralyze là cái gì? Trời, cứ cho cái thuốc này lên đi. Đâu nó đâu, nó đâu. Nó lại bay à? Mẹ à. Mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây. Mày phun lửa cái gì? Mày sẽ chết hôm nay con rồng kia. Được đấy, khẩu khí của mấy anh lính rất là được. Vãi mẹ, nó cứ bay thế này. Mày ra đây cho tao nhờ. Mày xuống đây, mày xuống đây, mày xuống đây. Tao đây này. Tao là nhân vật chính của game đây này. Đây đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gà gà gà. Xuống mẹ mày đây. Mày chết này. Mày chết này, mày chết này. Tìm kiếm, ui cung tên có luôn. Vàng này, vảy rồng, xương rồng luôn. Cái găng mình không cần đâu. Giày không cần, mũ không cần, áo không cần. Thế thôi. Hay quá. Chết chưa con? Mày sợ tao chưa? Wow. Gì này? Đang định chụp ảnh với xác con rồng. Có cái gì này? Đấy.
sử dụng tiếng sút menu action. Đâu rồi, sút này, Unreal Life Force. À, hay quá nhỉ. Sử dụng cú thét mới. Tôi không thể tin được bạn là Dragon Ball. Dragon Ball là cái gì? Trong các truyền thuyết xa xưa, từ khi rồng vẫn còn tồn tại ở Skyrim, Dragon Ball đã giết rồng và lấy đi sức mạnh của chúng. À, như kiểu là Rockman ấy, giết được con tướng nào là có sức mạnh của con tướng đấy. Tôi không biết điều xảy ra với tôi là gì. Tôi nghĩ có thể bạn đúng. Bây giờ bạn có thể hét lên. Vậy có nghĩa là bạn Dragon Ball rồi. Đấy, sợ chưa? Thôi, bây giờ phải về nói chuyện với ông kia. Để có kim biểu tượng đi vào trong thành kia kìa. Hay mình tele vào nhỉ? Lười tele lắm, tôi đi đi. Trong thành có shop nào không ta? Lại bắp cải này, nhà bắp cải chơi. À, khoai tây à? Cái gì ấy? Cái đéo gì ấy? Tôi chỉ ăn cắp mấy quả khoai tây thôi mà. Quên, phải là củ khoai tây mới đúng chứ. À, chắc là cuộc nói chuyện vừa nãy bây giờ mới kết thúc, mình đã đi sớm quá. Thôi kệ vậy, bỏ lỡ cuộc nói chuyện. Mình không thích buổi tối ở trong game này cho lắm. Tính mình hơi nhút nhát một chút, đi trong rừng ban đêm nó không phải là một ý hay. Cảnh đẹp thì có đẹp nhưng mà nó hơi rùng rợn. Âm nhạc trung cổ nó lại có một chút gì đó buồn bã nữa, chơi nó rất là âm u. Ổng bố khỉ, biết thế tê lê vào xong. Vì đằng nào lúc mà vào chuyển cảnh thế này nó cũng loading mà, thì mình tê lê cũng loading vậy thôi, mình lười cảnh loading. Mẹ à, tôi lần sau là cứ xa xa là tê lên luôn. Dùng cái phím C thì ấn đỡ đau tay. Game này mình thích cái chỗ là có cái nút tự động đi. Nó vui vãi. Tôi là Dragon Ball. Tôi đã giết được một con rồng. Chết, tôi là người hùng rồi. Ai đi ai nhìn thấy tôi cũng kính nể và khen ngợi hết ạ. I'm hero, holding the hero. I'm holding a hero. Mình đang tìm cái đứa đại tử nữ. Mình không nhớ nó ở vị trí nào trong cái nhà này, nhưng mà hình như sau nhiệm vụ này nó có. Chuyện gì xảy ra Tháp Cao, có rồng đó không? À, tòa tháp đã bị phá hủy, nhưng chúng tôi đã tiêu diệt được con rồng. Tin tưởng Irelit, tao giết chứ nó giết đâu. Xem ra tôi có thể chính là thứ gì đó gọi là Dragon Ball. Không được, mình không thể tự tin thế này được. Khi con rồng chết đi, tôi hấp thụ được vài năng lượng từ nó. Ok, mình chọn cái này. Phải nghiêm tốn, vậy đó là sự thật. Các Greybeard đã thực sự triệu hồi bạn. Dâu xám á. Greybeard là dâu xám là cái gì? Những bậc thầy của lối đi của tiểu giọng nói. Họ thiết lập một trên sườn dốc. Dragon Ball là cho nó năng khiếu ngôn ngữ rồng. Nếu ngươi thật sự là Dragon Ball, họ có thể dạy ngươi sử dụng khả năng. Oh yeah. By my right as Jarl, I name you Thane of Whiterun. It's the greatest honor that's within my power. Phong ngươi làm thên ở Whiterun. Ban cho ngươi Lydia như một cận vệ. Món quà này từ kho vũ khí của ta sẽ giống như phù hiệu. Được đấy nhờ, mình làm thên rồi. Lính rất là cao cấp đấy. Một người hùng đấy.
yourself. What does any of this Nord not? Thằng này bán nhà đúng không? Đây, tôi muốn mua nhà. Chết 5.000 cơ. Mình làm đâu có tiền. 5.000 thì thôi. Đợi sau đi. Bây giờ tôi phải gặp Lydia. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ta là một thên. Điều đó có nghĩa là gì? Ngài lãnh chúa đã nhận ra bạn là người vô cùng quan trọng với toàn vùng. Một người hùng. Danh hiệu thên là một vinh dự, một phần thưởng cho sự tận tụy. Vệ binh sẽ phải cúi đầu xuống nếu ngài nói với họ mình là ai. Công việc quản gia là gì? Là cận vệ của thên. Tôi thề sẽ phục vụ ngài. Tôi sẽ bảo vệ ngài. Tất cả những thứ thuộc về ngài bằng cả mạng sống của mình. Được, theo tôi. Đi. Tự nhiên có đứa đệ tử nữ. Đệ tử nữ vui lắm. Như là một cặp bồ sau này lấy vợ đi với nữ. Không biết vợ có ghen không? Đánh với cái cây này sẽ bị tội đấy. Mình không đánh đâu. Gây sát thương lên cây là bị lính nó chém nó đánh. Tội còn to hơn cả giết người. Không một chút dung thứ nào. Mình muốn vào cái lò rèn cái bán đồ cơ mà đêm hình như nó không mở. Hôm nọ mình có một lần mình chạy trốn ấy. Mình chạy vào đây nó bị khóa cửa. Đúng rồi, khóa rồi. Đợi đến sáng vậy. Bây giờ đang là 3 giờ kém. Đợi 5 tiếng đi, đến 7 giờ nhá. Cái gì đây? Chúng ta tìm một người ở trong thành. Ta sẽ trả tiền hậu hĩnh cho những thông tin đáng giá. Tìm ai? Một phụ nữ, người ngoại quốc, người Redward giống bọn ta. Tại sao lại tìm người này? Ngươi không cần quan tâm. Tất cả những gì ngươi cần biết là chúng ta trả tiền để có thông tin. Nếu nó không khiến ngươi bận tâm, cứ thoải mái đi chỗ khác. Who are you looking for? Chúng ta đang tìm được một kẻ trốn. Ở nơi nào đó trong thành này à? Cái đó tính sau đi. Tao cần tìm thợ rèn. Để rồi. Có thứ gì để bán không? Mình muốn bán vài thứ. Lông chồn này. Mình muốn bán bớt mũ đi. Mình đang đội cái gì ấy? À, mình đội cái mũ xịn mà. Mình bán mũ này đi đi. Vũ khí cũng bán bớt vũ khí đi. Ô, cái vũ khí này xịn này. Giữ lại đi. Bán cung đẻo. Ok rồi đấy. Giờ xem nó bán cái gì thì mình mua. Wow. Vũ khí hai tay tăng 20% đam. Tôi sẽ mua. Giá 1.800. Thôi nghỉ đi. Mua sau vậy. Ô, cái bộ giáp này khỏe hơn này. Steel. Được đấy. Mình chơi cái bộ steel này đi. Giày này. Có mũ rồi. Có áo chưa nhỉ? Chưa có áo. Đây rồi. Đéo đủ vàng à? Ôi chết, mỡ hết bố nó vàng rồi. Cái áo là bao nhiêu tiền đây? 800 á. Thế rồi mình lỗ rồi, mình bán cái mũ đi thôi. Mình thích cái mũ mình đang dùng này hơn, trông nó đẹp hơn. Bán gì đi bây giờ? Găng tay, mình mua găng tay chưa nhỉ? Găng tay, giày, mũ rồi, bán găng tay, giày, mũ đi. Giày này. Găng tay này. Vẫn đéo đủ tiền. Thôi, mặc áo đẻo vậy. Mình ghét cái giao diện mặc đồ này, thế không biết. Nó rất là củ chuồi. Nhìn mẹ, nhìn cái mũ khắm nhỉ. Đây cũng được, thì rõ mặt đấy. À, mình đi làm luôn cái nhiệm vụ của cái thằng kia nó giao đã. Cái thằng mà vừa nãy vừa gặp ấy.